chào tất cả mọi người, mình tên là Nghi. Thì trước kia là mình đã từng phân phối một số sản phẩm của nhà Trần Gia rồi, như là Frame Fresh này và một số sản phẩm mỹ phẩm. Nhưng hôm nay là mình được trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm Batesti này này. Thì nó là một cái loại xịt tóc khô mà mình dùng được trên da đầu của mình mà nó không biết dính, mà tạo một cái độ phồng. Vì cái sản phẩm này nó có thêm cả collagen và nó có chất độ nó dưỡng tóc, thì mình sẽ loại trừ hết tất cả những cái dầu khô trong da đầu của mình mà nó lại không biết dính cơ. Thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm vừa phù hợp với các chị em phụ nữ, mà nhất là các mẹ bầu, khi mà mình ngại những cái ngày mà ra ngoài nắng gió nhiều mà mình không muốn gội đầu ấy, thì đây là một cái sự lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Thì sau này có cơ hội thì mình nghĩ là các mẹ cũng nên trải nghiệm một lần nữa để sẽ biết được là cái hiệu quả cũng như là cái sản phẩm của Trần Gia mang đến cái cho mình nó tốt như thế nào. Shop Mocha cũng sẽ đồng hành cùng Trần Gia để mang đến những cái sản phẩm tốt cho mọi người. Cùng đồng hành với mình nhé.